Anh chàng này tên là Đại Cận, vợ anh ta là chị Hoa. Nghề nghiệp của Đại Cận là hướng dẫn viên du lịch. Ngày hôm đó anh phụ trách đưa đoàn khách này đi tham quan một địa điểm lịch sử. Thế nhưng Đại Cận lại không biết được, vô tình đi lạc vào khu vực cấm của quân đội. Hay à, chuyện này làm cho cô giám đốc vô cùng tức giận. Nếu như còn tái diễn lần nữa thì sẽ sa thải Đại Cận. Ở trong nhà Đại Cận còn có một cô gái mà nữ tồn tại tên là Tiểu Bông mà không ai hay biết. Hơn nữa mà nữ này có diện mạo rất giống với chị Quạ. Cô ta rất thích xem phim trên TV. Sáng hôm nọ Đại Cận dẫn du khách đi tham quan viện bảo tàng tâm linh. Anh chàng công công này là em trai của Đại Cận. Anh có nhiệm vụ chụp hình cùng du khách. Như thế thì Đại Cận mới dễ dàng vòi thêm tiền của khách du lịch. Chuyện này nhanh chóng đến tai của giám đốc, sợ rằng sẽ bị đuổi việc. Đại Cận liền du hết tội danh cho em trai Bảo Bảo, làm cho anh ta bị sa thải. Đến cả khu nhà trọ cũng đuổi anh ta ra ngoài vì không có tiền. Đại Cận khi này đến tìm Cường Bằng Rồ để lấy tiền hoa hồng. Bởi vì trước đây Đại Cận có đưa khách du lịch đến đây để mua đồ cổ lưu niệm. Tuy nhiên Cường Bằng Rồ lại là một ông chủ keo kiệt. Hắn ta không đưa tiền mà tặng cho Đại Cận một cái bô tiểu rồi bỏ đi tiếp khách. Bất ngờ có một người áo đỏ chui ra từ trong bộ. Đại Cận hoảng sợ liền bỏ chạy nhưng bị trúng phép đứng hạnh của người áo đỏ. Ông ta tên là Trần Nhị. 200 năm trước Trần Nhị là một đại thiện nhân gia cảnh giàu có. Ngày hôm đó ông ta vì cứu một đứa bé mà không may đã bị tấm biển hiệu đè lên người, chết ngay tại chỗ. Thế nhưng hoàng địa phủ lại không cho Trần Nhị siêu thoát đầu thai. Cùng cảnh ngộ với ông là một người tên là Tiến Béo. Cả hai đều bị tống ra khỏi cửa âm tỳ. Bởi vì lúc còn sống hai người đã làm quá nhiều điều thiện. Chuyện này là trái với luật lệ của địa phủ, cho nên không được đầu thai chuyển kiếp. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác để siêu thoát, đó là cả hai phải trở thành hắc tâm quỷ, quay về dương gian hấp thụ linh hồn của chính người có tâm tính tham lam vô độ. Phải thỏa điều kiện này trước ngày rằm tháng 7. Vì thế nên lúc này Trần Nhị quyết định bàn cho Đại Cận bà điều ước, biến anh ta thành một người tham lam. Sau đó thì Trần Nhị sẽ lấy mạng của Đại Cận. Chuyện này làm cho Đại Cận vui sướng mà không hề hay biết ý đồ của Trần Nhị. Bảo Bảo lúc này đã không còn chỗ ở, anh ta định phải đến nhà anh trai xin ở tạm. Hôm trước Đại Cận đã du tội hoàng cho em trai, cho nên lần này anh ta muốn bù đắp cho phép Bảo Bảo ở lại đây. Mặc dù chủ sở hữu căn nhà này là chị Hòa, nhưng vì nghĩ tình vợ chồng nên chị ta cũng không phản đối. Tất cả cũng tại cô giám đốc khó tính mới làm cho Bảo Bảo ra nông nổi này. Đại Cận liền triệu hồi Trần Nhị ra bên ngoài. Anh ta muốn Trần Nhị bàn cho điều ước ăn được con sò lông của cô giám đốc. Thế là Trần Nhị hướng dẫn cho Đại Cận tuyệt chiêu động tình đại pháp. Nó sẽ làm cho người khác kích phát ham muốn tình dục lên đỉnh điểm. Khuya hôm đó Tiểu Bông hiện ra xem TV như mọi ngày. Vô tình Bảo Bảo nhìn thấy cô ma nữ, tưởng rằng đây là chị Hoa, cho nên Bảo Bảo không tỏ ra sợ hãi. Ma nữ ân cần mời Bảo Bảo uống bất canh làm cho chàng trai thẹn thùng. Tiếp theo ma nữ bồng anh Bảo nhẹ nhàng đi lại ghế sofa, khiến cho anh Bảo thắc mắc sao không nghe được âm thanh của tiếng bước chân. Quả ra là do đôi giày ba tim nể mà. Sau đó cả hai cùng nhau xem TV. Ngày hôm sau Đại Cận đến công ty, anh muốn xuất chiêu động tình đại pháp lên cô giám đốc. Thế nhưng không may lại trúng phải chị béo này, làm cô ta kích phát tình dục ham muốn trái chuối của Đại Cận. Đến lúc này chị Hoa dẫn thêm ba người bạn đến tìm Đại Cận. Trùng hợp là chị béo cũng đã thỏa mãn được dục vọng. Quá tức giận chị Hoa tiền bố sẽ quan hệ với Bảo Bảo trả thù Đại Cận tội trăng hoa. Tuy nhiên Diễm Phương bạn chị Hoa đã cảm nhận được trên người Đại Cận phát ra mùi của ma quỷ. Bởi vì bà Phương là một pháp sự, cho nên bà ấy suy đoán rằng nguyên nhân Đại Cận giàn díu với chị béo có thể là do ma quỷ gây ra. Sau nhiều lần cùng nhau xem tị dị, Tiểu Bồng mới nói rằng cô là em gái sinh đôi với chị Hoa, cho nên hai người mới có diện mạo giống nhau. Tiểu Bồng và Bảo Bảo cảm thấy rất hợp ý, cả hai còn vừa xem tị dị vừa diễn tuồng với nhau nữa chứ. Đại Cận thì tưởng rằng cô gái này chính là chị Hoa. Anh ta lén lút rình rạp ở bên ngoài để bắt gian tại trận.
Lúc này Trần Nhị mới gặp lại Tiến Béo. Hắn ta đã hấp thụ được linh hồn của 8 người. Chỉ còn một linh hồn nữa thì Tiến Béo sẽ đủ điều kiện để siêu thoát đầu thai. Ngày rằm tháng 7 sắp đến, hắn ta cảnh báo Trần Nhị phải nhanh lên, nếu không thì sẽ dùng mất cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Đại Cận khi này lại triệu hồi Trần Nhị, anh ta muốn sử dụng điều ước được tàn hình, như thế mới có thể dễ dàng đi theo dõi Bảo Bảo và Tiểu Bồng. Bọn họ đang vui chơi dạo máng ở công viện, Trần Nhị bèn giao cho Đại Cận một chiếc váy trùm tàn hình. Chị Hoa và những người bạn cũng tìm đến đây. Lúc này mà nữ Tiểu Bồng trông thấy dáng vẻ của Đại Cận giống như là quỷ biến thái. Cô ta liền cho Đại Cận một đạp. Bảo Bảo thì không nhìn thấy Đại Cận trong chiếc váy tàn hình. Tiểu Bồng tiếp tục dùng cây kéo tấn công anh Đại Cận. Không may chị Phương đã định vị được Tiểu Bồng, trông thấy kiếm tiền kiếm mà nữ liền biến đi. Chị Phương liền dùng bùa chú ném tới rồi bắt lấy linh hồn của Tiểu Bồng, khiến cho mọi người ngỡ ngàng khi nhìn thấy mà. Đúng lúc này Trần Nhị kéo ra ba hồn của Đại Cận cho vào ống tay áo rồi rời đi. Điều này làm cho thần trí của Đại Cận trở về một đứa bé miệng còn hôi sữa. Chị Phương bèn đưa cho chị qua lá bùa dán lên ngực của Đại Cận để tránh ma quỷ âm lệnh. Trần Nhị tìm đến đây để giết Đại Cận nhưng lại chạm trúng lá bùa. Mọi người lập tức chạy vào thì Trần Nhị bèn tóm lấy Bảo Bảo. Tình huống nguy hiểm, Tiểu Bồng cố gắng thoát ra ngoài giải cứu tình làng, giúp cho chị Phượng khống chế được Trần Nhị. Tuy nhiên lại không tiêu diệt ông ấy, bởi vì Trần Nhị đang nắm giữ ba hồn của Đại Cận. Nếu như ông ta chết thì Đại Cận vĩnh viễn không thể trở lại bình thường. Không còn cách nào, mọi người đành phải cố gắng gian xin Trần Nhị hãy tha cho Đại Cận. Bản tính anh ta thật sự là không xấu và tham lam. Nếu có giết thì giết tôi nè, đừng có làm hại anh trai tôi. Không được, hãy giết tôi đi nè. Hay dạ, cụ đã là mẹ thì còn giết làm gì nữa chứ. Chị Phượng tức giận mắng chửi Trần Nhị là ác quỷ, lúc còn sống chắc chắn là một đại ác nhân. Câu này làm cho Trần Nhị đau lòng. Thật ra ông ta cũng đâu muốn làm chuyện hại người. Nguyên do là hoàng địa phủ đã đưa ra luật lệ làm điều án mới được đi đầu thai, cho nên Trần Nhị mới đành phải giết hại Đại Cận. Lúc còn sống ông ta cũng là một đại thiện nhân, thường hay phát gạo cho người nghèo. Thôi nín đi cậu bé, giờ thì quay đầu vẫn còn kịp. Hãy trả lại bà hồn cho Đại Cận, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ kết. Trần Nhị ăn năn tha cho Đại Cận rồi bỏ đi. Lúc này linh hồn Tiểu Bồng vì trọng thương mà dần dần bị tan biến. Đại Cận cũng trở lại bình thường. Không may Tiến Béo tìm đến đây, hắn ta nhập thể vào Trần Nhị chiếm lấy quyền kiểm soát, trở thành ngã quỷ tu la. Bởi vì đã hấp thụ linh hồn của nhiều người tham lam, cho nên Tiến Béo mất đi thiện tính. Giờ này hắn ta chỉ muốn sát hại nhân loại. Chị Phương lành trí bảo mọi người tạo dáng tử thần tưởng, làm cho ngã quỷ tổ ra e dè. Không được, không được. Má ơi, mỏi chân quá đi. Thôi chạy cho nhanh. Đúng lúc này chị Phương dán lớp bùa lên miệng của Tiến Béo, hắn ta liền quá phép biến cái đầu phình to lên. Rồi phun nước giải dính chặt cả ba người, chị Phương, chị Hoa và Bảo Bảo. Tiếp theo ngạ quỷ hút lấy Đại Cận và kiếm tiền kiếm vào bên trong nội tạng.
Trần Nhị cũng là một phần ở đây. Để tiêu diệt ngạ quỷ Tu La, Trần Nhị chỉ bảo cho đại cận hãy dùng kiềm tiền kiếm kết hợp với lá bùa mà trước đó chị Hòa đã dán lên ngực, đâm vào trái tim của Tiến Bẹo. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.